Cam ơi, con thúi quá rồi, mẹ phải cho con đi tắm thôi Cam. Hôm qua là Cam đi chơi, quậy phá, ướt chùm nhịp chùm nhem, nên là hôm nay mẹ con sẽ cho con đi tắm nha. Trộm vía là Cam tắm rất ngoan, chứ không có dậy nảy như mấy chú mèo đâu cô chú ạ. Bình thường khi mà tắm cho Cam á, Cam sẽ nằm ngửa ra sàn cho mẹ làm gì cũng được, không kêu la gì hết. Hiện tại thì cứ cách 2-3 ngày thì mình sẽ tắm cho Cam, vì nó rất là tăng động và thích chạy giỡn nên là mau thúi lắm. Cô chú lưu ý khi tắm cho cún cũng như là khi tắm cho mèo thì nên tắm bằng nước ấm nha, và nên tắt hết các điều hòa trong nhà. Mình thì thường đóng cửa kính để gió không lọt vào để tránh tụi nó bị cảm nè. À, và điều quan trọng là lúc tắm tụi nó thì cô chú nhớ là dùng sữa tắm chuyên dụng dành cho chó mèo nha, chứ đừng nên dùng sữa tắm dành cho người đó nha. Đến lúc mà ngồi máy sấy ù ù cũng rất là ngoan luôn. Tắm xong rồi nè, cô chú thấy Cam có xinh yêu và thơm tho không nè? Nếu chỉ tính chuyện tắm cho cả lũ nhà tôi thôi là chắc sẽ tốn cả ngày luôn á các bạn. Nhưng mà giờ tôi đã luyện được cái skill tắm mèo thần chưởng rồi. Nhớ hồi đầu tắm cho tụi nó ra mà mẹ thì ướt mà con thì chưa có sạch gì hết. Hu hu. Em Cam tắm xong rồi tới lượt con đó Timo. Tắm cho mèo khó hơn là tắm cho cún rất nhiều luôn á các bạn. Tại vì tụi nó sợ nước á, nhất là tên Timo này nè, nó không bao giờ ngồi yên cho tôi tắm hết trơn á. Tụi mèo này mà đi tắm là kiểu gì cũng kêu la cào cửa, và đặc biệt là rất sợ máy sấy luôn. Khác với tụi cún thì mèo tụi nó ở rất sạch, tại vì tụi nó thường tự liếm lông, hoặc là nhà nào mà có nuôi trên 2 em mèo sẽ thấy là tụi nó hay liếm lông cho nhau nữa. Nên là lâu lắm mình mới tắm cho tụi nó, có khi là 6 tháng tôi mới tắm cho tụi nó một lần đối với những đứa lông ngắn. Còn mèo của bạn tôi là từ nhỏ tới lớn nó không tắm luôn cơ. Còn riêng con Timo này nè, là 1-2 tháng tôi phải tắm cho nó một lần, tùy vào cái sức chịu đựng sữa thúi của tôi nữa. Tại vì sao? Tại vì nó lông dài mà chân ngắn nữa, nên là mỗi lần nó đi vệ sinh xong là dính hết vào lông luôn, nên là nó cứ thúi thẩm thẩm hoài à. Sau bao nhiêu lần bỏ chạy vì máy sấy thì nay nó cũng đã bỏ cuộc, ngồi yên chịu cho tôi sấy rồi nè.